Mọi người ở đây đã từng nhìn thấy con sâu tre bao giờ chưa? Sau bao nhiêu ngày mưa thì hôm nay trời đẹp, mấy cô cháu lại rủ nhau lên rừng để đi hái lá thuốc. Trước khi vào rừng sâu, đi qua lán thì sẽ cho con gà con lợn ăn trước đã. Bình thường gà với lợn thả trong lán thì một ngày cho ăn một bữa thôi, có củ quả với ngô, còn lại thì con gà con lợn sẽ được thả và tự đi tìm thức ăn. Mọi người đã bao giờ được thử con sâu tre này chưa? Hôm nay đi vào rừng thì có lấy được cả sâu tre, tí nó về nấu cơm chưa ăn nữa. Lấy từng con ra mà thân của nó mềm oặt luôn ấy mọi người. Hôm nay là mấy cô cháu vào rừng hái thảo dược về làm nước tắm cô đặc và cả cây thảo dược về xương khớp để làm rượu xoa bóp. Cứ vào những cái thời tiết đổi mùa chuyển mùa như thế này thì cơ thể thường hay bị nhức mỏi, nhất là các bác lớn tuổi thì cơ thể bắt đầu lão hóa tự nhiên, xương khớp cũng không còn được tốt nữa, hay bị đau hoặc là làm việc nặng nhọc bị ngã bầm tím thì tụi mình cũng hay sử dụng cái rượu thuốc xoa bóp để xoa bóp hàng ngày. Đây, cái này được gọi là cây xóa nợ ở trên vùng núi tụi mình nhá. Cái này nếm xong là thôi đấy, xóa sổ cuộc đời luôn đấy mọi người. Cây này được gọi là cây lá ngón nha mọi người. Bình thường những cây lá ngón như này mà cây thuốc ở xung quanh khoảng 1-2 mét thì tụi mình cũng không có hái, nhất là thảo dược dùng để uống. Cây này là thuốc của phụ nữ sau sinh nha mọi người. Cái này thường là chị em ở vùng núi mới đẻ xong sẽ uống cái lá này trước, xong sau đấy là mới uống những cái thuốc khác sau. Nếu như ai mà biết về các bài thuốc thì gần như cây cỏ trong rừng thì rất là nhiều các loại thảo dược tốt cho sức khỏe. Ở đây là có 3-4 loại cây thuốc luôn ấy mọi người. Bình thường người đồng bào tụi mình đi hái lá thảo dược như thế này thì chỉ lấy những phần lá và cành thôi. Còn cây nào mà phải lấy cả rễ thì vẫn phải để lại một ít để cây lại tiếp tục mọc, lần sau mình lại tới hái tiếp. Cây này là cây hồng rừng nhá mọi người. Cái này thường là mọi người sẽ dùng lá này để uống mát gan đấy. Cây màng tang này mọi người. Cây này rất là thơm luôn. Cái này có thể làm tinh dầu đuổi muỗi được này. Đó. Những cây màng tang như thế này tụi mình sẽ hay cho vào thành phần của nước tắm cô đặc. Hương thảo dược rất thơm mà lại còn giúp xua đuổi muỗi nữa. Đi qua nương thảo quả này thì cũng sẽ hái một ít thảo quả nữa để làm nước tắm. Còn cây này thì rất là nhiều bạn đã theo dõi video của mình thì chắc chắn sẽ biết. Dễ thì mang về băm nhỏ để làm rượu xoa bóp xương khớp. Vẫn là cây đia bay nhé mọi người. Tiếng Dao là đia bay. Cái này thì lá để làm nước tắm, còn cái thân này thì để làm thuốc xoa bóp. Cây này thì thường hay bám trên những tảng lá lớn mà các bạn rất dễ nhìn thấy. Mà cây này cũng rất là hay nha, có cả hoa luôn. Alo, 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 tôi là thần rừng đây. Cái này giống y như cái mic luôn. Xin lỗi các cụ thần rừng nha, con là Olala. Đây được gọi là cái thìa xúc ăn cơm này. Không biết các bạn như thế nào nhưng mỗi lần mình vào rừng già thì quá trời nhiều điều hay ho để khám phá và thú vị. Cái loại cây này thì là thuốc xương khớp bắt buộc phải có nha mọi người nhá. Tên là Chan Hậm Hay. Sở thích hay sao ấy nên là lúc nào cũng chỉ muốn được đi vào rừng á. Mọi người ơi, ra đến đây là thấy làng rồi, dưới này là làng này. Nhiều ruộng bậc thang cực kỳ luôn. Bình thường thì có rất là nhiều cây thảo dược, phải là trong rừng già thì nó mới sống được. Ngoài ra thì cũng có những cây khá là dễ sống nên là tụi mình cũng có thể mang về vườn trong nhà để trồng được. Cũng là một trong loại mà chữa được tê bì chân tay đây này mọi người này. Thế nên là trong cái nước tắm và hoặc là trong cái thuốc xoa bóp đều có cái thuốc này. Có. Để có được những chai thảo dược xoa bóp và những chai nước tắm cô đặc thì thường là mấy cô cháu tụi mình sẽ phải tự tay lên rừng hái. Mình phải tự hái thì mới yên tâm được. Thì gọi là cây điên giảng nhá. Gần như là những cây thuốc mà để làm nước tắm hoặc là xoa bóp ấy thì đều là thân leo. Đa số là thân leo. Đang hái lá thuốc thì trời tự nhiên ùm như sắp mưa. Thôi thì hôm nay mấy cô cháu sẽ về sớm vậy, mặc dù vẫn chưa hái được nhiều lắm. Về đến nhà thì sẽ bắt đầu phân từng loại ra. Có loại thảo dược thì chỉ dùng để đun làm nước tắm cô đặc thôi, còn loại thảo dược thì để băm ra phơi khô và làm ngâm rượu xoa bóp xương khớp. Như hôm nay mấy cô cháu đi hái thì cũng hái được khoảng 30-40 loại thảo dược ở trong rừng. Sau khi băm xong thì sẽ mang đi để sấy ở chỗ lò củi lửa như thế này nha mọi người. Vì bình thường thời tiết ở trên mình trời nó cũng bắt đầu lạnh rồi, sương mù cũng nhiều nữa. Trời cũng ít nắng nên là ít khi phơi được cái thuốc này ở dưới ánh nắng mặt trời. Đây là những cái nồi rất là to đang đun nước tắm cô đặc này. Này là đun ở nồi to khoảng 4 ngày rồi, sau đó sẽ xả ra rồi sau đó là cho lên nồi nhỏ để cô đặc thành nước tắm cô đặc này mọi người. Trời ơi, mất nhiều công đoạn dã man luôn đấy mọi người ạ. Đây là 20-mấy cây thuốc thảo dược để bắt đầu làm thảo dược xoa bóp. Ở đây thì có rất là nhiều cái thảo dược đỡ được cái xương khớp của mình ấy. Cái này sẽ là cái thảo quả dã này. Thơm lắm luôn đấy mọi người, cái này thảo quả dã này. Cái này là củ ấu tẩu này. Cái này là cây mật gấu này, cây xương khớp nha. Đó. Rồi đây gần như là nhiều lắm, nhiều loại lắm nhưng mà không biết hết được tên mọi người ơi. Đa số là tên người Dao là nhiều. Đó. Rồi bây giờ sẽ cho vào trong chai nhá. Sau khi những cây thảo dược này khô rồi thì tụi mình sẽ bắt đầu cho vào trong chai. Cái khúc cho vào trong chai thì nó rất là khó vì phải bẻ nhỏ rồi sau đó mới nhét vào được. Mỗi chai này sẽ là 500ml nha mọi người. Bây giờ sẽ đổ rượu vào nhá. Rượu này của là phải là rượu nhà mình tự nấu và rượu ở làng bản tự nấu nhá mọi người nhá, thì phải. nó mới tốt được. Rượu. Sau khi rót rượu vào thì trời ơi, cái hương thơm của rượu thèm ghê. Hai cô cháu thì lại phải cụm ly một cái. Cái rượu này không phải chỉ để ngâm thuốc là xịn đâu mà uống còn thấy ngon. Trời ơi, uống là chỉ muốn uống hết cả ca luôn ấy. Rượu là sẽ buồn nôn nhá mọi người nhá, phải hết ca này thì mới tỉnh được. Đổ rượu xong thì sẽ khoảng 1 tuần nữa là sử dụng được. Và mỗi một lần là sử dụng hết thì có thể đổ thêm được 2-3 lần rượu nữa.
Rượu này trước khi ngâm thảo dược thì tụi mình có thể uống được, nhưng sau khi ngâm thảo dược thì không uống nha mọi người. Nếu anh chị cô chú nào mà đang bị xương khớp, đau nhức mỏi thì có thể sử dụng nha.